Ờ, nhưng mà có tiền có vàng nó kẹp xong cái tay mình phải để vô gì nè, đó để vậy nè chứ Sài Gòn nguy hiểm lắm. Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường Trường Sa. Tuyến đường Trường Sa thì cô chú anh chị mình cũng khá là quen thuộc rồi đúng không cả nhà? Trên tuyến đường Trường Sa quận Phú Nhuận á thì có một cái shop gọi là shop Bun Bun. Đây, giày da túi xách dây nịt ví da cá sấu, đó là shop của chị Hồng Loan hay cả nhà, tại số 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì phải nói là em chạy show cũng khá là nhiều cả nhà, từ sân khấu Trống Đồng chạy qua quận 12 để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình shop của chị Hồng Loan, shop Grand Kim ở quận 12, sau đó thì về số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Giờ này thì cũng tối rồi, gần 7 giờ tối rồi, em có mặt tại shop Bun Bun đường Trường Sa để vào đây chia sẻ cũng như là ghi hình cho quý cô chú anh chị mình biết được shop ở shop Bun Bun bán những mặt hàng nào và vào bên trong để mua mua đồ thôi cả nhà, mua một cái ví nam dành cho em, tại vì cũng khá là lâu rồi em cũng có dự định là thay đổi cái ví, tại vì cái ví của mình nó cũng khá là cũ rồi, tích góp được một ít tiền rồi vào đây để mua. Mua ở đâu cũng vậy thì tới đây ủng hộ chị Hồng Loan luôn ha quý cô chú anh chị. Chị Hồng Loan thì không có ở trong shop nhưng mà có bé Nhi, bé Nhi đang làm việc hay cả nhà, mình cũng vào bên trong để gặp bé Nhi mình mua hàng và nhờ em ấy tư vấn coi cái bóp nào, cái ví nào là đẹp dành cho nam ha. Đó, hiện tại thì shop của chị Hồng Loan, shop Bun Bun bên đây á thì được đóng cửa kính, mở máy lạnh để cho cái shop những cái túi á, nó được sạch sẽ nè, được đẹp nè cả nhà. Bên đây á, là túi nam nè, túi nam thì có những túi cầm tay nè, túi lớn túi nhỏ đều có ha, túi đeo trước bụng cũng có nè, và túi này giống như gọi là túi bao tử á, đúng không bé Nhi? Túi này gọi là Dạ túi bao đúng tử rồi đúng đúng không, rồi. đeo trước bụng nữa cả nhà. Mấy cái này là của nữ ha, này là Dạ đúng rồi. Cái này là ba lô mini. ba lô mini của Là nữ mấy ha cái cả mặt nhà. hàng này là em sẵn sẵn để một lát nữa là đi Hải với anh sang like. Anh Hải với anh Sang chuẩn bị like hôm nay ha, trên tại shop Bun Bun cả nhà. Wow, cái này có cái gì mà đẹp đẹp đó ta. Cái này là cái dây đeo đồng hồ anh Hải mới nhập về. À, có sản phẩm mới hả? À, cho anh coi Dạ được mới không? nhập chiều hôm nay thôi. Mới Chưa chưa có lên giá. chưa có giá ha. Là cô chú anh chị. Đây tên là shop Bun Bun. Số điện thoại nè, địa chỉ nè. Và đây là cái Dây đeo đồng hồ. dây đeo đồng hồ mà bằng da cá sấu luôn ha. Nó cô chú anh chị mình có những cái cộng những cái mặt đồng hồ mà dây bị nó bị hư bị đứt á thì có thể mua những sản phẩm này, thì cái này chưa có giá cả nhà, mình có thể mua cho mình nè hoặc là làm quà, thì em thấy cái hộp này cũng rất là đẹp ha cả nhà, bằng gỗ chất liệu cũng khá là đẹp ha, tặng làm quà nè. Rồi bây giờ thì Tài sẽ lựa một cái ví ví nam đó để Tài kiếm chỗ để cái máy xuống. Rồi nhờ em Nhi tư vấn cho Tài mình sẽ mua một cái ví nam hay cô chú anh chị. Tích góp được không biết được nhiêu tiền bây giờ mua cái ví này. Ví nam bên em đó là À. hiện tại đang bán chạy nhất là cái mẫu viền này. Ừ. Mẫu nào? Vậy đây cái mẫu viền 950 một cái. Hôm nay có chương trình gì không? Dạ, hiện tại thì chính phải đợi like. À, đại lai mới có chương trình hả? Còn mua bình thường thì Mua nó. bình thường này là vẫn là giá gốc 950.000 một cái thôi. À, ở đây mình có bao nhiêu mẫu ví? Dạ. Ví thì bên em cũng có nhiều mẫu nhưng mà hiện tại đang có 4 mẫu này bán chạy nè, là Mới chạy nhất ha. 950 Ừ. nè. Dạ. Rồi bên em đang có này, cái này cái mẫu này là ví đứng 750. Này là ví ví nó đứng lên như thế này nè cô chú anh chị, ví nó đứng, còn cái này gọi là ví ngang nè, Dạ, ví ngang. nó như thế này là cái này là ví đứng nè, nó không biết kêu gọi sao nữa. Dạ, ví đứng. À, ví đứng, Dạ, còn da cái này bụng. nè, da này gì nhỉ? Da bụng Da con cá bụng. sấu hả? Dạ. Còn Còn cái này cũng da bụng luôn, da nhưng bụng, còn cái này là da gù, da lưng á. da trên sống lưng. Dạ đúng rồi, trên sống lưng. Rất là đẹp ha, có này có màu đen, có này là màu màu da giống như con da Màu bò vậy, nâu màu đỏ. nâu đỏ Còn cái này là màu bạch tạng. bạch tạng, mà con cá sấu luôn hả, Dạ đúng rồi. mà con cá sấu bạch tạng hay Dạ sao? có cá sấu bạch tạng luôn. À, Dạ con giá cá sấu của bạch tạng thì nó sẽ mắc hơn nè. ừ Đây 890.000, còn cái này bình thường là 750. wow, vậy cái này á là da cá sấu bạch tạng luôn hay cô chú Dạ anh đúng chị? rồi. Vậy mà từ trước giờ em cứ tưởng đâu là da da trăng hay Bên gì em đó, đang có cái này mới nè. cái nào mới, Đó, mới nhập về. cái nào Đây là cái ví dùng để đựng thẻ ATM.
Với lại ai mà xài hay xài thẻ là xài cái này, rồi kẹp một ít tiền vô đây, giá này là 690 nghìn. Cái này là anh Hải mới nhập về, đang có 3 mẫu. Thẻ hoặc là cái chứng minh nhân dân rồi đó phải Đúng không? rồi, Là mình để trên đây. đúng rồi, dành cho ai mà không có xài tiền mặt nhiều á. Cái phí này cũng em thấy là đa phần là những anh chị giới văn phòng hoặc là những người mà người ta ít xài tiền mặt á, là thẻ để đây, tiền là để chỗ này, lại vài tờ thôi đúng không? Đúng rồi. Cho để nhiều quá cũng sẽ bị cộm không? Để nhiều quá thì mình mua cái ví này. Hay ha. Cái này thì có giá chưa? Dạ rồi, 690. 690 cái ví này ha cô chú anh chị. Cái ví này nếu nếu mà trường hợp mà trong cái phiên live thì cái này nó sẽ bao nhiêu? Thì cái này thì em chưa biết nha, Chưa biết ha, lúc để đó phải thì đợi anh Hải lên anh giá. Hải mới lên giá. Còn giá bình thường là 890. 950. 950. Wow, cả nhà thấy không? Da cá sấu. Nhưng mà anh nghe nói là da cá sấu như thế này nó bình thường là nó hơi bị cứng nè. Mình Dạ, xài lâu thì nó mới mềm nó ra. mềm ra không? Có, xài lâu nó sẽ mềm ra. Ừ. Hay không? Ở đây nó có một cái ngăn dây kéo ha cô chú anh chị. Đây. Như thế này. Một nè, hai nè, ba nè. Ở phía bên này á, thì nó có mấy cái hộp để ATM, có một cái này là để làm gì ta? Để hình Để hình nè, để hình lúc nhỏ ha. với người yêu rồi đó. Để hình lúc 3 tuổi. Ở đây có chương trình bóp cũ rồi bóp mới Dạ không? Không mà cô chú anh chị. Thì bóp này bên em là bảo hành 2 năm, 2 năm. đánh bóng da, rồi ví dụ như mà có cái lỗi gì mà do bên em mà giao tới mà do bên em á thì bên em sẽ một đổi một, còn mà lỗi lỗi do bên người sử dụng á thì bên em không có bảo hành nha. Hoặc là có mua nhưng mà ví dụ rách da hay gì á thì qua bên em có phí bảo hành thì bên em vẫn là lấy phí, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn là với lại thị trường. Cái này là bảo hành 2 năm Nhà 2 là năm đem lại tới đánh bóng nè, hoặc là có bóng lỗi, da, lỗi là lỗi bị gì, bị sút ví dụ như là nổ da. nổ da, da nó bị nổ ha, hoặc là nó bị bay chóc gì đó không, Đúng gọi là rồi, nổ đó đúng không? dạ đúng rồi. Ví dụ người ta ngồi người ta cạ nhiều quá thì nó sao, nó mòn nó nổ rồi sao? Cái đó thì do bên người sử dụng thì bên em không có bảo hành, Đó. nhưng mà bên em vẫn gọi là vẫn nhận sửa lại, nhưng mà sẽ lấy giá ưu đãi. Da này là da bụng hả? Dạ, cái này là nó cũng mé mé cái bụng á, Cái ngay cái chỗ này bụng ngay cái sống lưng rồi nè, kế kế cái bụng. là da, da cái da bên bê Đúng rồi, sườn. còn cái này là da lưng. Da lưng. Hình như các bạn anh thấy Cái anh này mới lấy, là bụng nè, bụng là nó trơn như vậy em nè, lấy anh cái đầu con cá luôn coi, cái đầu. cái đó là cái gì, cũng là cái bóp luôn á hả? Dạ bóp luôn, Rồi cô chú anh chị, 3 con ôi 1 triệu. ủa cái này nó hút bằng 500 à? Dạ đúng rồi, Rồi cũng là nguyên con luôn hả? dạ nguyên con. À cô chú anh chị ơi, cái này nguyên con cá sấu luôn nè cả nhà, nguyên con cá sấu con, mà cái này là đậu thiệt luôn á hả, Dạ đầu thiệt, răng thiệt luôn nè, đầu thiệt răng thiệt, nhưng mà mắt là giả nha. cái con mắt là giả hả? Đâu có mùi gì đâu, người ta xử lý hết rồi nha cả Xử nhà, xử lý hết rồi. Đó, đây là có hai cái chân trước nè, hai cái chân sau nè, và màu này là màu tự nhiên luôn hả? dạ nguyên thủy con cá nguyên sấu đó, nguyên thủy con cá sấu luôn chỉ ha, đánh bóng lên thôi, cái gai của nó còn gai luôn của chú anh chị, còn cái gai 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 luôn là nè, chừng đứt tay đó nha. ủ đứt tay luôn hả? Giá là 1,1 triệu ha, 1 triệu mốt hoặc là có là giá gốc gì luôn giá nha, gốc tức là đó. không có giảm gì Dạ đó đúng không, trong phiên live mới được giảm rồi đúng không? dạ Hay ha, cái này nó hút 500 ha cô chú anh chị, hút bằng 500 này con hay, này khác luôn, hợp lý con ha. này giá khác. Giá này 1,250 triệu là mua trực tiếp tại shop nha. Ủa sao con này nó có hai chân gì, hai chân trước đâu? Mất Nó không có hai chân trước, rồi. con này nó có hai chân sau thôi, chân nó rất là bự ha. Ở trong đây nó cái gì mà nó mềm mềm vậy? Dạ độn á, độn lên xíu cho nó phồng lên, cho nó đứng form cho nó đẹp, À, động lên cho nó đúng form đó, độn rất là hay. gòn mút. Tất cả đều là bảo hành 2 năm hết ha. Dạ đúng rồi. Cái này là nguyên con cá sấu luôn nè cả nhà. Ở đây cái đầu cá sấu thiệt luôn ha, nguyên con nè. Cái này thì anh nghĩ là chắc gọi là sơn hả, em không biết gọi là Dạ cái gì. nhuộm. Nhộm ha, gọi là nhộm ha. Nó cũng như bao cái ví khác thôi, nhưng mà có chỗ này á, thay vì người ta gấp lại gì thôi, thay vì người ta gấp gì thôi thì ở đây nó luôn có luôn một cái đầu cá sấu. Nó hút bằng 500, khoảng
Rồi cái này để vô túi rồi. Dạ, để túi túi xách rồi này kia chứ không có mang bên túi quần được. Để trong túi quần con cá sấu nó cắn chết đó. Trời ơi, khá là đẹp nha cả nhà ha. Nếu mà mình ngầu ngầu á, mình thích cái điểm mẫu này á, thì hay nè, ok nè. Nhưng mà xem cho biết và cũng như giới thiệu cho cô chú anh chị mình biết thôi. Đó, bây giờ Tài sẽ chọn cái khác. Thì màu đen á, thì Tài không có thích màu đen nhiều. Tài sẽ chọn màu, màu này. Màu nâu đó, màu nâu. Cái này là viền, cái này là viền da nha. Đây là da cá sấu rồi đan lại chứ không phải là chỉ nha. Nó có khi nào nó rách cái này không ta? Dạ không. Không rách ha. Nó cứng lắm. Nếu như mà có rách thì qua đây bên em bảo hành. Bảo hành lại 2 năm. Xài 2 năm bảo hành. Cái này là cái lưng. Lưng. Cái này là cái bụng. Rồi mình xài cái bụng như cái lưng nó gồ ghề quá. Cái này là cái con nó nhỏ nên nó cũng không có gồ mấy. Cái này bên em hiện tại bên em là bán chạy hai này lắm á. Hai này luôn hả? Lấy cái lưng nha. Đúng rồi. Khách thích lưng nhiều hơn tại vì cái lưng á nhìn vô thì mới biết là da cá sấu thiệt. Cái bụng nó mở hả? Thì mới biết. Thế là thường mà người ta chơi cá sấu hoặc là người ta mua cá sấu thì người ta sẽ thích mua những cái nó bồ bồ lên nhìn vô nó đặc trưng là biết của con cá sấu á. Rất là đẹp ha cả nhà ơi. Đây là cái lưng con cá sấu ha. 950 ha. Dạ 950. Chờ mua trực tiếp thì nó như vậy cả nhà, khi mà cô chú anh chị mình xem live á, thì nó sẽ ưu đãi hơn. Mua trực tiếp mua qua bên phiên live của anh Hải và anh Sang á, thì sẽ có được nhiều ưu đãi, có thể là giảm giá hoặc là có thêm quà tặng. Hình như là mua gì tốt? Một móc khóa. Khóa hình lưng cá sấu ha. Để coi mình mua cái này. Wow, em tiết kiệm mấy tháng này cô chú anh chị. Em định đem cái bóp cũ của em á đem đổi mà em Nhi không đổi bóp cũ đâu, bóp mới mày mấy không đổi. Có một cái mỏng quá này là cái bụng không? Dạ bụng, nhưng mà nó sẽ là viền dập nha, không phải là viền da. Giá như nhau hả? Dạ không, giá khác. Cái này là 950 thì cái này là 900. Wow, sao nó rẻ hơn 50? Là lý do là do cái viền? Dạ do cái viền, cái viền này là bằng da, còn cái này là dập vô thôi, dập máy vô. Thôi mình không để tiền thôi, mình giấu bên trong, mình bớt được 50 ngàn mình lấy cái này cô chú anh chị ha. Còn cái nào rẻ nữa không? Trời ơi, ủa ở đây có một cái chính giữa có một cái vảy con cá sấu luôn, nhưng mà cái da cá sấu như thế này nè cô chú anh chị, khi mà anh cầm lên nó cảm giác là nó cứng ha. Nhưng mà bé Nhi ở shop Bun Bun á thì em ấy nói là khi mình xài nhiều thì nó sẽ mềm ra và chất lượng. Wow, cái này 800 nè. Cái này là da bụng. Đó, 800. Mà màu này là màu đỏ luôn. Tài thì lại phù hợp với lại những màu đỏ cả nhà. Thấy cái áo Tài cũng màu đỏ nè. Tài hay mặc áo màu đỏ, màu vàng, màu cam. Đó, thì cái này phù hợp với Tài. Màu đen là Tài không thích nha. Màu đen thì nó không phù hợp với lại không thấy. Anh bằng thổ. Bằng thổ xài màu đỏ đúng không? Thổ. Em không rành, em cũng không có rành về phong thủy. Kim mộc thổ thủy quả gì đó, nói chung là màu đỏ. Cái này hai cái này thì lại cái này đẹp hơn. Cái này nó đẹp hơn màu đỏ. Ở phía đây thì cái này thì nó sẽ không có cái đẹp bộ hình như cái mặt kiến nha. Cái này có không? Không. Không. Cái này có hả? Chỉ có cái đó, chỉ có mẫu này có nè. Hoặc lấy cái 950 được tại vì nó có cái kiến này nè. Dạ. Tại vì em có mấy tấm hình lúc 3 tuổi của chú anh chị, lúc mà ở chuồng tắm mưa đó, vẫn còn. Lấy cái lưng hay là cái bụng? Lấy cái lưng. Lấy cái lưng để cho người ta biết mình xài bóp cá sấu. Để mình lấy cái bụng người ta nói mình xài bóp cái gì khác đó chắc. Đó, bây giờ quyết định chọn cái này luôn, giá 950 ngàn. Rồi từ khi shop Bun Bun mở ra em cũng có một cái ước mơ là muốn mua cái túi như cái ví này cả nhà, nhưng mà phải để dành mấy tháng đã mới đập đóng heo nên vào đây ủng hộ ở đâu cũng vậy ha, ủng hộ shop chị Hồng Loan. Cho mà qua cái lời tư vấn của em Nhi ở shop Hồng Loan thì cô chú anh chị biết rồi, rất là hay ha. Nói chung là em ấy tư vấn rất là nhiệt tình, cũng người vui vẻ nè. Có phiếu bộ hành luôn hả? Dạ, có phiếu bộ hành.
cứ cầm tới, dạ, tại bên em bảo hành cho mình. Rồi, Hoặc là nếu ok. như mà không có mang phí bảo hành theo á thì cứ qua đọc tên, đọc số điện thoại, Ừ. bên em lưu lại. Rồi. Rồi còn gì nữa không? Em lấy cái bóp mới nè, cái đó là Ủa, cái cái này cũ mẫu, hả? dạ, lấy cái Ủa. bóp mới đi. Vậy em mới cho cái bóp mới, bóp này bóp mẫu ha. Tưởng đâu lấy cái này luôn chứ. Rồi, tại đây. Rồi tặng cái gì cho anh đó? Dạ, tặng móc khóa, Móc khóa, cho anh cái một đây con móc đeo khóa đúng là rồi, đẹp không? cái đó là đi Đây nè cả đeo nhà. đồng Chia sẻ luôn. Dây đeo đồng hồ. Có màu màu nâu đỏ nè, màu đen nè, màu nâu đất nè. Rất là đẹp ha. Tất cả đều giá K6, anh Hải mới nhập về, chưa có giá. Tối nay chắc anh Hải like trên cái fanpage shop bun bun đó, cô chú anh chị mình theo dõi nha, để biết được giá và cũng như là nhiều khi sản phẩm mới sẽ có ưu đãi nha. Ai mà có nhu cầu mua những cái dây đeo đồng hồ thì đây là cái sản phẩm chất lượng nha. Sản phẩm này là mới được đem về đây nè cả nhà. Được đấy. Ủa, cái này là mai mốt là để vô đây như vậy luôn hả? dạ đúng rồi, để vô hộp. Đây là cả nhà, ở này ở ngoài này á, là nó nhiều như thế này, nhưng mà khi bán cho cô chú anh chị mình nó có thể là để trong như thế này nè, cho mình tặng cho gia đình bạn bè người thân hoặc là cho đối tác, cho ship từ đó Đúng rồi, để anh không? lựa là chân to chân nhỏ tùy Đó. anh. Có màu khác không anh? Dạ màu khác hả, để Ờ, em xem nha, anh là không, màu đặc này chắc biệt là là không em thích chọn màu cái đen. màu Chân này thiệt luôn không, chân cá sấu luôn hả? Ôi, đây cả nhà, mua cái ví nha, được tặng một cái chân móc khóa hình cái chân con cá sấu. Người ta thường nói là nước mắt cá sấu á, con sấu nó máu lạnh, nhưng mà khi mà cái da của nó vô cùng hữu ích, cái da nó vô cùng có giá trị ha, khi mà chúng ta làm những cái đồ túi xách như thế này đó, rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Để em ấy đi kiếm cái móc khóa mà màu khác ha, tại vì màu đen thì Tài không thích màu đen. Đây, đây là cái túi của nữ cơ nha, màu đỏ. Hình như cái này bằng cái sống lưng của da cá sấu nè, rất là đẹp luôn. Đó, cái này mở ra gì thôi. còn chân màu đen chân màu nâu Rồi, có màu nâu cũng được. Anh mượn cái này ha. Đây cô chú anh chị, đây là cái túi thường em thấy những người thành đạt đó, họ hay cầm túi xách gì nè. Đó, đúng rồi, chắc mai mốt em gặp lại em cũng phải chủ mua cái tịch này. giám đốc Mai mốt làm giám đốc đó, hoặc mua là túi kẹp nó. mua kẹp nách gì nè. Nhưng mà có tiền có vàng nó kẹp xong, cái tay mình phải để vô gì nè, đó để gì nè. Chứ Sài Gòn nguy hiểm lắm. Đâu cái nào đâu, Đây. rồi cho anh cái đi, cái nhỏ nhỏ gì thôi cũng được. Nhỏ đó anh, cái này nhỏ hơn nè, Cái đó cũng được. Ok, cái này đi. anh đi về rồi hả? Vậy Rồi tính tiền ha. Rồi tới đây sơ sơ mình mất hết 950 ngàn. Qua lời giới thiệu thiệt là dễ thương của bé Nhi ở shop Bun Bun hay cả nhà, nên mình đã tiêu hao hết 950. phải có cho đó không gì? dạ không anh Hải, cứ xem xem cái gì Đây này cả nhà, cái đây là cái ví của em nè. Em nói bé Nhi đổi mà bé Nhi không chịu. Ví này xài mới có 4 năm chứ nhiêu. Mà nó như vậy nè, em không có anh xài gì hết trơn á. chưa anh chưa Em cứ móc ra móc vô vậy thôi đó. anh Hậu à, tới hả? Lâu lâu Ồ, em ấy đang chuẩn bị ăn nữa nè cả nhà. Đây gửi em. Không cho gió tới chuẩn bị like ha. Rồi, cảm ơn em. Đó, rồi xin chào cô chú anh chị mình ha. Đây là cả nhà, thấy không? Để trong cái túi như thế này nè, có phiếu bảo hành ha. Đó, rất là đẹp ha. Xin chào cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi ha. Yêu thương chị Hồng Loan nè, thương bé Nhi. Đó, thì đến shop Bun Bun tại số 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận để mua, ủng hộ những cái gì mà mình đang thiếu hay cả nhà. Ví nam, ví nữ, dây nịt, túi xách và những sản phẩm mỹ phẩm nè. Ở đây nè, em quay vô cho cô chú anh chị mình xem mỹ phẩm ha. Đây nè, mỹ phẩm rất là nhiều, hôm bữa có chia sẻ nhiều rồi. Ôi, quay vô đây nó bị nhiễu sóng. Sản phẩm những sản phẩm Rankin hôm bữa mà em có chia sẻ đó, dung dịch vệ sinh phụ nữ nè, hoặc là chai lăn nè, kem chống nắng nè, ở trên đó cả nhà, kem chống nắng thật sự rất là tốt nha.
Dạo này nó thời tiết đó mà nắng nóng nhiều rồi, mình cần phải ra ngoài để dưỡng da, thì kem chống nắng là một cái sản phẩm cần phải lựa chọn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Ô, anh Hải tới rồi. À, chào anh Hải. Ở anh Hải tới chuẩn bị like này cả nhà.